gia đình này đang ngủ trong lều. Hả? Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Hình như ngoài kia đang có quái vật à. Sao vậy con yêu? Có con gì ngoài kia đó hả? À, chúng sang ăn thịt nhà mình mất. Em ơi dậy đi. Cái gì vậy? Có chuyện gì? Có con quái vật bên ngoài. Ôi ngốc à, đó chỉ là lá cây thôi. Chỉ cần chiếu đèn vào là nó sẽ biến mất thôi. Chói quá đi, chói hết cả mắt rồi. Cách này không được rồi. À, còn nói đúng, cảm giác cứ như nhìn thẳng vào mặt trời ấy. Mẹ biết rồi. Mẹ đang tự chế tạo đèn ngủ từ bóng bay hình trái tim. Dán tờ giấy ăn lên và bắt đầu sơn màu. Dán thêm hình chú gấu và rắc kim tuyến lên nữa. Lại dán đè lên trên một tờ giấy ăn rồi sơn màu tiếp. Sau đó thì rắc lên thật nhiều hình ngôi sao. Lặp lại bước vừa nãy. Dán giấy ăn và sơn màu. Sau khi đã dán đủ giấy để tạo thành khuôn hình bóng bay, ta có thể chọc nổ bóng bay. Tôi cá là bạn đã đoán ra chiếc đèn ngủ này có hình gì rồi. Đó chính là Huggy Wuggy. Đèn ngủ Huggy Wuggy sao? Tuyệt quá đi. Giờ thì họ đã có thể ngủ yên rồi. Chơi với loại cát này vui quá đi. Mình sẽ đổ nước vào đây. Đổ thêm chút nữa nào. Trông như núi lửa ấy nhỉ. Nhưng mình sẽ nặn nó thành hình quả bóng. Bên trong có gì đó ấy. Nhúng nó xuống nước để xem bên trong có gì thôi. Chào Huggy Wuggy nha. Phần còn lại của cậu ấy đâu rồi? Wow. Ôi không, kẹo mút kìa. Con quái vật đáng yêu quá. Bố mẹ ơi, xem con tìm thấy gì nè. Trông vui đó con yêu. Kẹo mút của mình đâu rồi? Nó dính đầy cát rồi. Cô bé định ăn thiệt đó sao? Không. Dừng lại. Con không được ăn kẹo mút dính cát đâu. Nhưng mà con muốn ăn. Con dùng cái này đi. Cái gì vậy ạ? Wow, nó đang ăn kẹo mút của con nè. Nó chỉ giữ kẹo mút giùm con thôi. Nó còn bảo vệ kẹo nữa. Giờ thì con có thể để kẹo xuống nền cát thoải mái. Hay quá, kẹo mút của con an toàn rồi. Dụng cụ này hay quá đi. Thảm sạch và bông quá đi. Nhưng không được lâu nữa đâu. Con chào mẹ, con về rồi đây. Đừng dẫm lên thảm. Không. Sao vậy? Mẹ đặt quả bóng bay xuống vừa kịp lúc. Cho bóng xì hết hơi ra thì sẽ còn có ích hơn. Vậy là không sợ giày dây bùn ra nữa rồi. Nhìn đôi giày siêu thú vị này. Phiên bản giới hạn đó hả? Ôi cứu được tấm thảm rồi. Khoan đã, tiếng gì vậy ta? Có chuyện gì vậy? Sao đèn không lên nữa rồi? Dùng tạm đèn pin vậy. Được rồi, đi kiểm tra xem nào. Thám tử mẹ tới đây. Kia là dấu tay đó sao? Ai đó đang bày bừa khắp nhà. Để xem vết bẩn này là cái gì nào. Đúng là sô-cô-la như mình nghĩ. Ôi không, thủ phạm đang trốn sau cánh cửa đó. Phải mở cửa thật nhẹ nhàng. Mong là không phải quái vật sô-cô-la. Dấu tay vẫn tiếp tục xuất hiện. Đây là giường của con gái cô ấy. Người ở dưới này sao? Phil, chỉ là Melanie đang ăn vặt giữa đêm thôi. Nếu con muốn ăn sô-cô-la thì mẹ có ý hay hơn nè. Hả? Để xem mẹ đang định làm gì nào. Lấy thìa nhúng vào trong lọ. Phết đầy sô-cô-la lên thìa như vậy nha. Sau đó rắc kẹo đường lên khắp thìa. Tên tên. Ta đã có kẹo mút sô-cô-la. Tuyệt quá đi. Ngọt thiệt đó. Trẻ con thì không nên cầm dao nhọn như vậy đâu. Cái gì? Bánh ngọt. Bố đang tự chế tạo thứ gì đó với tốc độ tia chớp. Kìa có phải dao giấy hay không? Dùng cái này đi. Nó hoạt động không khác gì dao thường luôn. Suýt nữa thì tiêu rồi. Ô, lại có thêm vấn đề. Không, đừng cắm vào ổ điện nha. Không được đâu con gái. Bố có nắp bảo vệ ổ điện để ngăn con chọc đồ vào ổ cắm rồi đây. Hả? Con bé lại đi đâu rồi? Chào bố. Ngón tay kìa. Dùng cái chặn cửa này đi. Wow, bố cứ như siêu nhân ấy. Ngày hôm nay quá hợp để đi cắm trại. Cho tôi rút lại câu đó nha. Có vẻ như bố đang đi tìm cái gì đó. Tay con bị cắm 3 cái dầm rồi. 3 cái lận sao? Trời ơi không hay rồi. Tìm thấy cái kẹp rồi. Anh bị làm sao vậy? Dùng cái đó làm sao được? Tránh ra để em xử lý xem nào. Ta có bộ sơ cứu mà. Xin giới thiệu dụng cụ bơm. Nó sẽ hút cái dầm khó ưa đó ra nhanh thôi. Được một cái rồi. Còn 2 cái nữa. Hết sạch rồi nè. Con còn không thấy đau luôn. Vậy là không cần kẹp nữa rồi ha. Mẹ lúc nào cũng là đỉnh nhất. Cả nhà đang chuẩn bị đi du lịch. Đợi đã, con gái đâu rồi? Melanie, đi thôi con, đến giờ đi rồi. Con có ở đây không con yêu? Tôi không nghĩ cô bé có thể trốn được dưới thảm đâu. Có khi con đang ở trong phòng. Để anh đi kiểm tra. Đây rồi. Cái con bé ngốc này. Melanie, phải đi rồi con. Hả? Sao con bé không nghe thấy mình nói ta? Melanie, ta đi thôi. Có chuyện gì vậy hả? Sao Melanie lại không nghe thấy gì vậy ta? Để kiểm tra tay con bé xem nào. Toàn là ráy tai thôi. Vậy thì làm sao mà nghe thấy gì nữa? Mình có dụng cụ rửa tay mà. Dạo gì thôi. Có thể sẽ hơi nhột một chút đó. Eo ơi, Melanie tự làm bao bịch tay cho mình đó sao? Dụng cụ này sẽ giúp lấy sạch rễ tay. May là dụng cụ rửa tay này có cả đèn pin đi kèm. Yeah, con bé lại nghe được rồi. Yeah, con bé lại nghe được rồi. Đợi đã, tai bố cũng đầy ráy tai đây này. Thật hả? Tai đầy ráy tai như vậy mà sao bố vẫn nghe thấy vậy ta? Có vẻ như Melanie và mẹ đang đi đâu đó. Sẵn sàng chưa con? Dạ, rồi ạ, con đã xong. Cẩn thận đó. Giày của con. Hình như con đi trái chân hay sao á? Sao lại có thể đi trái chân được chứ? Thôi được rồi, để mẹ xử lý. Có vẻ như Melanie không phân biệt được bên nào là bên trái và bên nào là bên phải. Mẹ sẽ dán hình dáng để đánh dấu hai bên. Hình này dán sang bên phải, hình còn lại dán sang bên trái. Hả? Hình này trông không đúng lắm. À ha, phải như vậy mới đúng. Giống như xếp hình vậy đó. Con sẵn sàng đi rồi. Nào các quý cô, đã xong chưa nào? Bố ơi nhìn này. Bố cũng đi giày trái chân luôn. May là em vẫn còn thừa hình dáng cho anh. Melanie nghiện chơi điện tử lắm luôn. Đừng có ngồi sụp xuống như vậy. Chỉnh lại tư thế đi. Sao cũng được. Cô bé lại ngồi tư thế như vậy nữa rồi. Thật không thể tin nổi. Ngồi thẳng lên, nghe chưa? Không thể để con gái mình có dáng ngồi xấu được. Nhìn kia, trông cô bé cứ như bà già lưng gù á. Không thể để như vậy được. Con không được ngồi xuống như vậy đâu. Phải xử lý ngay mới được. Thắt lưng thì sẽ có ích gì chứ? Bố định đánh con sao? Đừng mà, con hứa sẽ chỉnh lại dáng ngồi. Ngồi thẳng lên. Bố đang làm dây an toàn sao? Hiểu rồi. Bố đang buộc Melanie lên ghế. Để xem giờ con còn ngồi thõng xuống được nữa không. Mẹo này thông minh quá bố ơi. Con sẽ ngồi thẳng được ngay thôi. Đi du lịch thôi mà xếp nhiều đồ vậy hả? Nhưng có vẻ như bố còn đang muốn mang đi cả cái hộp đồ chơi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Con ốm rồi. Bố vừa nghe thấy tiếng ho đó hả? Có cách rồi đây. Chỉ cần nhúng kẹo mút vào siro ho. Thôi đi. Con cứ ăn đi. Dạ. Mẹ đang tìm cái gì vậy? Tìm thấy khuôn rồi. Mình sẽ tự làm kẹo mút. Đặt vào mỗi khuôn một cái tăm. Sau đó đổ siro ho vào đó. Để cho nó đông lại. Và Tenten, có ngay kẹo mút thuốc ho của con đây. Wow, ngon quá đi. Kẹo mút hả? Cho anh với có được không? Anh cũng muốn ăn kẹo mút. Bố không ốm nhưng chắc là vẫn được ăn kẹo mút thôi. Kẹo mút là dành cho tất cả mọi người mà. Bíp bíp. Cứ đi như vậy là sẽ bị phạt tốc độ đó. Hả? Wow, đống đồ chơi tội nghiệp. Tai nạn thương tâm quá đi. Ôi không, quần áo của mẹ. Xe đạp được tạo ra là để đi ngoài trời mà. Mấy em đồ chơi tội nghiệp. Đồ chơi bị xe đạp đâm đó. Cứu nó đi. Nhìn tay nó bị đứt nè. Cái này thì sửa dễ thôi. Bác sĩ mẹ tới rồi đây. Mẹ đã lên đồ đầy đủ rồi. Bắt đầu phẫu thuật thôi. Liệu có kịp cứu sống đồ chơi hay không? Đầu tiên là phải kiểm tra mạch. Phải cắt bỏ tay của nó đi thôi. Để có thể nối lại tay thì trước tiên phải cắt nó đi đã. Nhíp đâu? Đây là xương vai của nó. Phải gắn tay vào đây. Sau đó thì dùng chỉ và kim khâu lại. Mẹ đúng là một chuyên gia trong việc này. Nhìn kỹ năng khâu của mẹ cao siêu chứ kìa. Phẫu thuật xong rồi. Hãy nghỉ ngơi vài ngày để vết khâu lành hẳn nha. Wow, tay của nó liền lại rồi nè. Việc của tôi đến đây là hết rồi. Vậy còn Barbie thì sao? Làm mẹ và làm bác sĩ phẫu thuật là công việc toàn thời gian đó. Cả nhà đang chuẩn bị lên máy bay. Cái này buồn cười quá đi. Có vẻ như đêm qua Melanie ngủ hơi ít rồi. Cô bé đang chìm trong giấc mộng. Ngáy lớn thiệt đó. Dán băng keo lên miệng con bé vậy. Đây cũng là một cách để giải quyết vấn đề. Tuyệt. Mình cũng thấy hơi buồn ngủ rồi. Hả? Tiếng gì vậy ta? Bố cũng đang ngáy nè. Ồn ào quá đi. Có cách rồi, dùng miếng dán đi ngủ để ngăn bố không ngáy nữa. Có vẻ như miếng dán rất có tác dụng đó. Bố có cái tì giả xinh quá. Ôi không, mẹ cũng ngủ mất rồi. Ai sẽ giúp mẹ không ngáy nữa đây? Ghi bàn. Ném chuẩn thiệt luôn đó. Bố lại có thêm một điểm. Đến lượt con. Tuyệt. Đúng ra là họ phải xếp đồ chơi vào vali để đi du lịch. Nhưng chắc chơi một ván bóng rổ cũng không hại gì. Ôi không, mẹ tới rồi. Hai bố con làm gì vậy hả? Đang xếp quần áo vào vali cơ mà. Đợi đã. Nhìn cái hộp này lại nghĩ ra một ý. Để xem mẹ đang định làm gì nha. Mẹ đang cắt hộp bìa cát tông ra thành nhiều mảnh nhỏ. Giờ thì mẹ sẽ dán chúng lại bằng băng keo. Đảm bảo dán kín hết các góc. Làm thế này là sẽ có thể gấp được hộp. Xong rồi. Có thể dùng cái này để gấp quần áo sao? Thử luôn thôi. Để áo lên trên miếng bìa cát tông rồi gấp hai bên lại. Sau đó gấp từ phía dưới lên. Wow, con làm được rồi. Có lẽ họ nên biến việc gấp quần áo thành trò chơi. Và ai gấp được một cái áo sẽ được một điểm. Nhìn kìa, quần áo xếp vào vali vừa vặn luôn. Đến lượt bố phải gấp quần áo rồi. Như vậy sao? Hiểu rồi. Dễ thiệt đó. Bức ảnh này xinh quá đi. Con à, xếp đồ vào đi. Mẹ mang ba lô tới rồi nè. Ba lô xấu quá mẹ ơi. Con không thích đâu. Sao vậy? Mẹ thấy xinh mà con. Thôi được rồi. Nhìn cái ba lô này xinh chưa nè. Con thích ba lô này cơ. Có lẽ quanh đây có vật gì đó màu hồng. À ha, túi rác kìa. Melanie có gu ba lô độc thiệt đó. Trời ơi, rơi hết rác rồi. Sao con lại để đồ vào túi rác vậy con? Con xếp đồ xong rồi, mình đi thôi. Xe ba lô mới siêu ngầu của con nè. Cứ như đang mặc áo choàng vậy đó. Đó đâu phải là ba lô đâu con. Phải làm gì đây ta? Đồ chơi puppet. Hình như mẹ vừa nghĩ ra ý gì đó. Wow, ba lô puppet. Thật là sặc sỡ quá đi. Lại còn có thể chơi được nữa. Được rồi, con sẽ đeo cái ba lô này. Cảm ơn mẹ. Vậy là ổn rồi. Ngũ cốc là món yêu thích trong ngày của mình. Để Lego vương vãi trên sàn là không tốt đâu. Ngũ cốc đổ hết lên người Melanie rồi. Cái chân tôi. Bố làm hư tóc của con rồi. Hai bố con đang làm gì vậy hả? Trời đất ơi, nhiều Lego quá đi. Con chỉ đang ngồi chơi thôi mà. Không thấy thương anh hả? Ôi, chân sưng to thiệt đó. Đợi chút, có cách dọn dẹp rồi. Mẹ bọc tất vào đầu hút của máy hút bụi để hút các mảnh Lego lại. Làm như vậy thì máy sẽ không hút Lego vào trong. Và có thể dễ dàng cất Lego vào trong hộp đồ chơi. Mẹ cứ như một siêu điệp viên với rất nhiều mẹo hay á.